Trong khoảng thời gian 4,6 tỷ năm, trái đất và các hành tinh trong Thái Dương hệ gần như là một thể thống nhất, không thể tách rời. Chúng tác động qua lại lẫn nhau, giúp duy trì sự phát triển ổn định. Và trong đó, trái đất của chúng ta như là hành tinh nhận được nhiều lợi ích nhất. Nếu có người nói rằng sự sống trên trái đất này hình thành và phát triển không chỉ do những tác động to lớn của mặt trời, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tất cả các hành tinh còn lại. Điều này có hợp lý hay không khi những hành tinh khác cách xa trái đất đến hàng tỷ km và dường như đối với cuộc sống hàng ngày, chúng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Hãy đến với video của ngày hôm nay, câu chuyện về điều gì sẽ xảy ra khi toàn bộ các hành tinh đều biến mất và trái đất trở thành hành tinh duy nhất trong Thái Dương hệ. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Hãy tưởng tượng rằng, ở trong một thế giới mà con người không thể có bất cứ hy vọng nào đặt chân lên sao hỏa, hay du hành tới thổ tinh, hay hầu hết các hành tinh trong Thái Dương hệ. Không phải vì chúng ta không có khả năng du hành ngoài không gian, mà vì một lý do rất kỳ quặc, khiến rất nhiều người phải thản thốt và bật lên đầy kinh ngạc. Bởi, các hành tinh đó không hề tồn tại, và ngôi nhà xanh của chúng ta là hành tinh duy nhất trong Thái Dương hệ. Vậy đến khi đó, bầu trời đêm sẽ trông như thế nào? Trái đất sẽ nằm ở đâu? Và nó có ảnh hưởng gì đến sự tiến hóa của loài người hay không? Các hành tinh trong Thái Dương hệ không chỉ là những hành tinh xinh đẹp để ngắm nhìn, mà trong một quãng thời gian rất lâu, chúng còn là những mục tiêu chinh phục của con người. Kể từ khi phát hiện sự tồn tại của hệ mặt trời, từ thuyết địa tâm trong những thời kỳ đầu tiên, cho đến khi thuyết nhật tâm hoàn toàn được chứng minh và công nhận. Con người luôn có những khao khát chinh phục và được đặt chân lên các hành tinh vào một ngày nào đó, đặc biệt là đối với 8 hành tinh còn lại trong Thái Dương hệ. Mặc dù chúng cách xa chúng ta hàng tỷ km, nhưng trong quá trình hình thành và phát triển của trái đất, chúng luôn đóng một vai trò to lớn, quyết định đến việc hình thành sự sống trên hành tinh xanh. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng chưa từng tồn tại vào 4,6 tỷ năm về trước? Nếu chúng ta nói, mỗi một hành tinh trong Thái Dương hệ đều góp phần tạo nên sự sống trên trái đất này và chúng sẽ tiếp tục giữ cho trái đất an toàn đến tận ngày nay. Điển hình như, về mặt vị trí của mỗi hành tinh, chúng đều có một không gian nhỏ bé của riêng mình trong khoảng không bao la vô tận. Chúng tác động, ảnh hưởng lẫn nhau để giữ đúng vị trí và vai trò của mình. Nếu sao thủy và sao kim không tồn tại, thì trái đất sẽ bị kéo đến gần mặt trời hơn. Lúc đó trái đất sẽ là một hành tinh nóng rực, với nhiệt độ trên bề mặt lúc nào cũng vượt quá ngưỡng 150 độ C. Còn nếu sao mộc hay sao thổ biến mất, trái đất sẽ bị trôi ra xa hơn. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống trên trái đất. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta rất may mắn khi sống trong một khu vực mà các nhà khoa học gọi là vùng Goldilocks, hay còn gọi là khu vực sống được, là vùng tồn tại xung quanh một ngôi sao, có nhiệt độ thích hợp, cho phép nước tồn tại và duy trì sự sống. Nếu trái đất ở vị trí gần mặt trời hơn, nó sẽ nóng hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi cũng có thể làm cho chúng ta cháy thành tro. Còn nếu chúng ta cách xa mặt trời thêm một chút thôi, nhiệt độ sẽ giảm một cách nhanh chóng, trái đất sẽ là một quả cầu băng khổng lồ, quá lạnh để duy trì sự sống. Vị trí của trái đất trong hệ mặt trời không chỉ ảnh hưởng đến sự sống, mà còn ảnh hưởng đến mọi thứ sẽ xảy ra trên hành tinh của chúng ta. Chính xác là tất cả mọi thứ. Nó ảnh hưởng đến thời tiết của các mùa trong năm, độ dài của một ngày, và cả thời gian kéo dài trong một năm của chúng ta. Tất cả những thứ trên đều bị tác động với vị trí của trái đất trong Thái Dương hệ. Với việc trái đất là một hành tinh duy nhất, chúng ta sẽ không biết chính xác vị trí của nó là ở đâu. Chúng ta có thể ở tận vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi mà Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh từng ở, hoặc một nơi nào đó gần vị trí của sao Thủy. Quả thật, sẽ chẳng thể bao giờ là an toàn khi nó không nằm trong khu vực Goldilocks. Nếu sự kiện đó quả thật xảy ra, điều chắc chắn là sự sống không thể hình thành và phát triển trên trái đất như ở thời điểm hiện tại được. Nếu bằng một cách thần kỳ nào đó, sự sống được hình thành thì nó chắc chắn phải là sự sống dưới nước và chỉ có thể ở dưới nước mà thôi. Khi không có bất kỳ hành tinh hay thiên thể nào tác động đến trái đất, lực hấp dẫn của hành tinh xanh sẽ cực kỳ khác biệt. Ở đây sẽ là bao gồm luôn cả mặt trăng. Lực hấp dẫn của mặt trăng chịu trách nhiệm về hiện tượng thủy triều của trái đất. Vì thế, nếu không có mặt trăng, vùng biển của chúng ta sẽ luôn là một vùng biển tĩnh lặng. Các đại dương sẽ không có hiện tượng dâng lên hay hạ xuống, chúng chỉ đơn giản giữ nguyên vị trí hiện tại mà thôi. Vì thế, trái đất sẽ thực sự không tồn tại khi không có những hành tinh khác trong Thái Dương hệ. Hầu như sẽ không có khả năng loài người xuất hiện và phát triển cho đến ngày nay. Thế nhưng, nếu vào thời điểm hiện tại, các hành tinh trong Thái Dương hệ đột nhiên biến mất, có vẻ đó thật sự sẽ là một thảm họa đối với chúng ta. Trái đất sẽ rung chuyển dữ dội, quỹ đạo của nó sẽ vô cùng hỗn loạn vì mất đi các lực tác động của các hành tinh khác. Rõ ràng, tất cả hành tinh đều rất quan trọng, chỉ cần có bất cứ một hành tinh đột nhiên mất đi thì sẽ có vô số vấn đề ảnh hưởng trầm trọng đến trái đất. Một trong những vấn đề đó chính là thiên thạch. Trong Thái Dương hệ, có hai hành tinh giữ một vai trò cực kỳ đặc biệt, đã bảo vệ cho trái đất được an toàn trong vài tỷ năm qua. Đó chính là sao Mộc và sao Thổ.
Đó là bởi vì trong 4,6 tỷ năm, khi trái đất cứ an toàn phát triển và phát triển mạnh mẽ với sự sống tương đối yên bình, Mộc tinh và Thổ tinh luôn bị tấn công liên tiếp bởi hàng triệu triệu tiểu hành tinh. Thái Dương hệ hàng năm có vô vàn tiểu hành tinh xuyên qua và tìm cách tiêu diệt trái đất của chúng ta. May mắn thay, chúng ta không thường xuyên chiêm ngưỡng thấy chúng, vì trước khi tiếp cận trái đất, chúng sẽ đối mặt với sao Thổ và sao Mộc. Hai hành tinh này như những tấm khiên chắn vững chãi bảo vệ trái đất khỏi các cuộc tấn công này. Với kích thước và lực hấp dẫn khổng lồ, chúng đã thu hút hầu hết các tiểu hành tinh để chúng không bao giờ có thể tiếp cận trái đất được. Trong trường hợp các tấm lá chắn này biến mất, trái đất sẽ phải đối mặt với những đợt bắn phá liên tục cực kỳ khủng khiếp. Trường hợp diệt chủng của loài khủng long 65 triệu năm về trước là do một tiểu hành tinh đã lướt được qua hai tấm lá chắn khổng lồ và va vào trái đất. Kết quả là thật sự không tốt chút nào cho trái đất của chúng ta. Một kết thúc thật tồi tệ. Trái đất sẽ nhanh chóng bị bao phủ bởi những miệng hố khổng lồ và sự sống sẽ không thể tồn tại được. Có lẽ, chúng ta thật sự may mắn khi có thể sống, học tập và làm việc một cách yên bình, trong khi những thảm họa cứ luôn rình rập trong khoảng không gian vô tận. Bởi một lý do rất đơn giản, trái đất đã ở đúng vị trí của nó. Một vị trí tuy rất nhỏ bé trong vũ trụ, nhưng đủ an toàn để cho sự sống có thể hình thành và phát triển cho đến tận ngày nay. Sự tồn tại trong vũ trụ này đều có một vai trò nhất định, và nó chỉ thật sự bị tiêu diệt khi sự cân bằng bị phá vỡ. Mọi sự biến mất đột ngột sẽ để lại những hậu quả vô cùng khủng khiếp. Bạn có thích giả thuyết này? Giả thuyết trái đất là một hành tinh cô đơn trong Thái Dương hệ không? Để lại ý kiến của bạn ở phần comment nha. Nếu thích hãy ủng hộ mình một like, một subscribe để đón xem các video mới nhất. Cảm ơn vì đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.